À, kính chào quý khách. Bãi mình về một số cái động cơ nha. Loại này là em mở cái nào cũng được. Cái này. Ừ. Đây là 60 kW. Cái này áp 400 cho tới 480, 240 kg. Thì sơ bộ mình đo được kích thước 260 nha, 74 là chưa tính cái quạt phía sau nha, cái encoder phía sau nha, tốt 140. Quay êm, nó buộc phải nặng vậy nha, tại vì nó rất là lớn, 60 kW, từ nó giữ lại không thể nhẹ hơn. Cái này cút côn phía ngoài có một cái ren. Ok, mình xem bên trong nha. Cái này có sẵn hết mấy cái ba cái cầu đấu. Ba cái này để làm gì? Để khi mình đấu lại từ sau về tam giác á, mình không phải đấu cái dây không đủ tải. Ở đây thì cũng giống như những cái khác, nó vẫn là 6 dây ra nha. U1, V1, W1, U2, V2, W2. Đó thì khi mình đấu lại á, thì mình không phải mở bên phía này phía bên sau ra. Cái này thì nó bị mất cái encoder nha, bị bể. Cái còn lại thì đủ hết, đủ như vậy. Nó như một cái quạt tản nhiệt á, quạt tản nhiệt chứ không phải là encoder nha. Mình tưởng là encoder 50 hạt, 60 hạt. Ở đây nó xài tận 400 VAC nha, tại vì bản thân nó là 400 cho nên nó vẫn xài 400. Mình đo sơ bộ nha, đo kiểm sơ bộ. Em quay sơ bánh cái, em quay giùm anh cái, mình quay, em quay cốt kia kìa. Quay nhẹ, ở đây quay nhẹ nha, quay nhẹ như vậy thì mình thấy được lên, quay rất là nhẹ luôn nha. Bất kỳ một cái pha nào thì ra khoảng mấy volt. Em quay mạnh lên nữa được không? Mạnh nữa. Ừ. Ok, mạnh nữa, mạnh hết cỡ luôn, những gì em có thể. Ok. Tốc độ như vậy thì khoảng chỉ 10 vòng trên 1 phút nha, không tới nữa, sợ không tới. 5-6 volt ha. 5 volt, 6 volt ha, 7 volt ha. Quay rất là nhẹ. Ok, cảm ơn em. Rồi. Em sắp mưa đó, em ấy lấy bánh. Được rồi, ok. Thì dây thì là dây đồng, rất là lớn. Thì ở đây có một sợi dây mát nè, một sợi dây trung tính nè, dây trung tính ra đây, dây màu đen. Ok. Ok, thì sơ bộ là như vậy. Về được mấy con giống nhau nha, mấy con giống nhau. Này giống chưa xài quá ha, có một số cái nó chưa rách. Cái nào rách rồi thì mình nghĩ nó xài rồi á, cái này chưa rách.
cái tem dán này để đuôi dây ra chưa bị rách. Tổng thể là như vậy. Khách tàu cần thì báo.